Những đồ nghề quen thuộc, những công việc đem lại nhiều cảm hứng cho các nhân viên mỗi ngày. Họ là những thợ kỹ thuật đi lắp đặt, bảo trì sản phẩm công nghệ, giám sát hành trình phương tiện bằng hệ thống định vị GPS của công ty cổ phần công nghệ trực tuyến SkyStop nghiên cứu và phát triển nhiều năm qua. Đây chính là một trong các sản phẩm được vinh dự nhận giải thưởng Sao Khuê năm 2017 do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam tổ chức. Công nghệ giám sát hành trình phương tiện của SkyStop với những tính năng ưu việt như thay thế con người kiểm soát hoạt động của phương tiện, giúp chống thất thoát nhiên liệu và gian lận trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, công nghệ giám sát hành trình phương tiện của SkyStop với thiết kế mở đã và đang được hơn 500 khách hàng lớn là các doanh nghiệp xây dựng, vận tải sử dụng trong thực tế, đem lại lợi ích cả về kinh tế và sự an toàn hoạt động, góp phần xây dựng thương hiệu cho đơn vị sử dụng trên thương trường. Để tìm hiểu ứng dụng thực tế của công nghệ giám sát hành trình phương tiện bằng hệ thống định vị GPS này, chúng tôi đã đến Trung tâm Điều hành Công nghệ của doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường, tọa lạc trên ngọn đồi cao nhất thuộc quần thể Chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình. Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường hiện quản lý tới 950 phương tiện các loại. Điều đáng ngạc nhiên là quản lý số lượng phương tiện lớn như vậy, nhưng doanh nghiệp này chỉ cần 10 nhân sự làm công tác giám sát toàn bộ hoạt động của các phương tiện này. Chỉ cần một sai sót kỹ thuật hay một lỗi vi phạm của tài xế, dù ở bất cứ đâu cũng lập tức được cảnh báo tới những người giám sát qua hệ thống phát tín hiệu bằng giọng nói trong công nghệ giám sát hành trình phương tiện của SkyStop. Xe 35H1733 cảnh báo chạy quá tốc độ cho phép. Alo, anh lái xe 1733, hiện tại anh đang chạy tốc độ 90 km/h, đề nghị anh chạy đúng tốc độ quy định của doanh nghiệp dưới 80 km/h. Khi áp dụng công nghệ này vào thì tôi có thể quản lý được số chuyến này, khối lượng công việc là và lượng tiêu hao nhiên liệu thực tế của xe và máy, và chúng tôi có thể phát hiện được những cái sai phạm của xe máy một cách tức thì. Công nghệ giám sát hành trình phương tiện bằng hệ thống định vị GPS của công ty cổ phần công nghệ trực tuyến SkyStop được tích hợp hơn 100 tính năng hữu ích, đáp ứng được 99% nhu cầu thực tế của khách hàng, như tính năng tự động đếm chuyến làm việc thực tế của phương tiện, tự động tính giờ nổ máy hay cập nhật nhanh các tuyến đường mới trong vòng 24 giờ. Tất cả được thu gọn trong một hộp thiết bị rất nhỏ gọn và dễ lắp đặt như thế này. Trong công nghệ giám sát hành trình phương tiện của SkyStop, thiết bị giám sát hành trình đi kèm phần mềm rất nhỏ gọn, chỉ duy nhất một dây cáp đấu nối vào phương tiện, trong khi các thiết bị tương đương trên thị trường phải cần đến 5 hoặc 6 phụ kiện đi kèm. Với kết cấu đơn giản như vậy, khách hàng có thể tự lắp đặt thiết bị lên xe của mình chỉ trong 5 đến 10 phút. Đây là một cái giải pháp hoàn toàn mới, nó khác biệt với các cái sản phẩm trên thị trường, đó là chúng tôi đã tích hợp tất cả nó vào trong một cái thiết bị. Nó không còn những cái thành phần rườm rà như anten hay là dây dợ ở ngoài nữa, mà tất cả được tích hợp trong đấy. Từ anten, đầu đọc thẻ là được tích hợp sẵn vào trong đấy, và nó nhỏ, rất là nhỏ gọn và dễ dàng trong quá trình triển khai. Trong cái thiết bị của SkyStop sản xuất ra ấy, thì chúng tôi đều thiết kế theo kiểu module, có nghĩa là không phải tất cả đều được hàn trên một cái mạch mà được module hóa ra từng phần. Do vậy là nếu mà về sau mà chúng tôi cần nâng cấp thì chúng tôi chỉ có thể thay những cái module nó phù hợp vào đấy, là hoàn toàn có thể mở rộng được các cái tính năng cho theo cái nhu cầu của khách hàng mà không cần phải vứt đi toàn bộ cái thiết bị đấy. Đấy là một cái cách tiếp cận mà chúng tôi làm giảm tối đa cái chi phí của khách hàng. Tuy nhiên, thiết kế nhỏ gọn và khả năng nâng cấp của thiết bị Skybox chưa phải là ưu điểm mạnh nhất của công nghệ giám sát hành trình phương tiện bằng hệ thống định vị GPS của công ty cổ phần công nghệ trực tuyến SkyStop. Bởi theo ông Nguyễn Trường Giang, thì những ứng dụng phần mềm có khả năng mở rộng, tùy biến cho phù hợp với nhu cầu từng khách hàng mới là điểm mạnh, là sự khác biệt của sản phẩm này. Ví dụ như, công nghệ giám sát hành trình phương tiện của SkyStop tích hợp phần mềm để lắp đặt cùng lúc 8 camera trong xe vận tải hành khách để kiểm soát số khách, kiểm soát an ninh cũng như thái độ phục vụ của nhân viên, hoặc có thể tích hợp tính năng kiểm soát hai bình nhiên liệu cùng lúc đối với xe tải, hay tính năng kiểm soát nhiệt trên xe đông lạnh chở thực phẩm.
tất cả những cải biến trong công nghệ giám sát hành trình phương tiện của SkyShop nhằm mục đích giúp khách hàng kiểm soát hiệu quả các hoạt động của phương tiện trên thực địa. Chúng tôi đã phân loại ra các cái mảng vận tải khác nhau và chúng tôi tùy biến cái ứng dụng đấy để làm sao phù hợp nhất đối với cái các cái lĩnh vực vận tải đấy. Cụ thể chẳng hạn như trong cái ngành khai khoáng hay ngành xây dựng thì chúng tôi đã phải tùy biến cái ứng dụng đấy làm sao có cái kỹ thuật về quản lý nhiên liệu tốt nhất, hay làm sao phải có cái kỹ thuật phục vụ cho cái việc đếm chuyến tốt nhất. Và hiện tại trên giải pháp thì đã có 5 cái phương pháp đếm chuyến khác nhau để nó tùy biến cho từng cái mục tiêu đếm chuyến cụ thể một. Ngoài ra thì chúng tôi đã áp dụng các kỹ thuật về quản lý về nhiên liệu, tức là chúng tôi tích hợp một cái cảm biến nhiên liệu vào trong một cái bình dầu đó, và cái nhiên liệu này cứ định kỳ 10 giây nó sẽ cập nhật về cái thông tin về nhiên liệu trên hệ thống trung tâm, và từ đó mình sẽ kiểm soát được cái lượng cấp nhiên liệu vào khi nào và lượng tiêu thụ nhiên liệu vào như thế nào, và trong quá trình tiêu thụ có gian lận hay không đều có thể biết được. Đối với cái mảng về các máy công trình hiện tại thì trong cái thiết bị đời mới của chúng tôi ấy, thì chúng tôi có tích hợp những cái bộ cảm biến gia tốc vào trong cái thiết bị đấy để phục vụ tính giờ hoạt động của cái máy đó. Ví dụ như mà bạn tưởng tượng như kiểu cái máy xúc, nó chỉ đứng yên một chỗ thôi, thì nếu mà không có cái phương pháp tính giờ làm việc có thực tế hay không ấy, rất là khó. Mình có thể người ta nổ máy là theo kiểu guarantee nhưng mà cũng có thể là không làm việc. Nhưng mà chúng tôi đã tích hợp các cái cảm biến gia tốc và cảm biến quay trục như này để tính được ra xem là nó có hoạt động thực tế hay không. Công nghệ giám sát hành trình phương tiện của SkyShop hiện là một trong những công nghệ được đánh giá cao trên thị trường về chất lượng và tiện ích quản lý. Được lập trình trên nền tảng web, chạy trực tuyến online nên dễ dàng cho việc bổ sung tính năng, nâng cấp phần mềm từ xa cho tất cả các khách hàng. Vì vậy, khi có bất kỳ một sự thay đổi, bổ sung hay nâng cấp về tính năng, tất cả các khách hàng đều ngay lập tức được cập nhật và sử dụng. Các dữ liệu gửi về từ thiết bị giám sát hành trình phương tiện của SkyShop sẽ giúp doanh nghiệp thống kê, tổng hợp thành báo cáo để phục vụ công tác quản lý, từ đó đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp như giúp quản lý phương tiện dễ dàng, nhanh chóng, chính xác và hiệu quả, giúp nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng nhờ việc giám sát trực tiếp được phương tiện, giúp tăng tính minh bạch trong quản lý, tiết giảm chi phí nhân sự, giảm thiểu sai sót và gian lận, từ đó nâng cao hình ảnh của doanh nghiệp. SkyShop thì luôn luôn hướng theo kiểu là cung cấp cái giải pháp quản lý. Chúng tôi sẽ hướng đến cái thiết bị nó sẽ thông minh hơn. Tôi muốn áp dụng cái kỹ thuật của điện thoại vào trong cái thiết bị này để phục vụ cho cái quản lý mà tính các cái dữ liệu một cách chính xác nhất, thay vì là mình phải đấu nối rất là nhiều thứ vào từ cái phương tiện vào cái thiết bị. Mình làm sao để cái thiết bị nó cũng có khả năng tự tính được, thay vì việc mình phải đấu nối đấy. Đến thời điểm hiện tại thì công ty cổ phần công nghệ trực tuyến SkyShop đã cung cấp cho các khách hàng doanh nghiệp và khách hàng cá nhân là trên toàn quốc. Đấy. Thì hiện tại thì chúng tôi cung cấp cho đa dạng các cái doanh nghiệp khác nhau, như là doanh nghiệp về khai khoáng, doanh nghiệp về xây dựng và các doanh nghiệp về vận tải hành khách. Thì về cái phản hồi của khách hàng thì chúng tôi nhận được rất nhiều các cái phản ứng tích cực từ khách hàng sau khi sử dụng cái giải pháp về quản lý phương tiện vận tải. Công nghệ giám sát hành trình phương tiện của SkyShop giúp người sử dụng dù ở bất kỳ đâu đều có thể giám sát được các phương tiện của mình chỉ với một máy tính hoặc điện thoại cầm tay có kết nối mạng. Bên cạnh việc mang lại lợi ích lớn về kinh tế và thương hiệu cho các doanh nghiệp xây dựng và vận tải, công nghệ giám sát hành trình phương tiện còn giúp doanh nghiệp và cơ quan chức năng nhanh chóng tìm ra nguyên nhân các vụ tai nạn giao thông để xử lý thỏa đáng,
Đồng thời, công nghệ giám sát hành trình phương tiện nói chung và của SkyShop nói riêng sẽ góp phần làm giảm tai nạn giao thông nhờ việc nhắc nhở khi vi phạm, cảnh báo khi lái xe ngủ gật và hàng loạt tính năng ưu việt khác sẽ giúp nâng cao ý thức của người cầm lái trong suốt hành trình vận tải, đem lại sự bình yên cho cuộc sống.